Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn sử dụng Action trong Photoshop. Action là những cái thao tác được lặp đi lặp lại nhiều lần và các bạn nên tạo ra nhiều Action để mình giảm thiểu bớt những cái thao tác không cần thiết ha. Ok, đầu tiên mình sẽ vào phần mềm Photoshop. Ở bên phải này nó có cái thẻ Action. Nếu không có, các bạn sẽ vào Windows và mình bật Action lên ha. Phím tắt là Alt+F9. Ok, tiếp theo mình sẽ vào File, mở một cái ảnh lên, Open một cái ảnh này lên. Đó. Rồi, mình sẽ tạo mới một cái tờ giấy A5 ha. Ok, sau đó mình sẽ kéo cái ảnh này vào cái tờ giấy A5 này. Đó. Thì để tạo Action, đó, các bạn vào cái thẻ Action này, sau đó mình nhấn vào cái mũi tên kế bên ha. Các bạn chọn New Action và mình đặt tên cho nó. Ok, sau đó các bạn nhấn vào nút Record. Nó sẽ bắt đầu lưu những cái thao tác mà mình sắp thực hiện đây ha. Có cái nút màu đỏ này nó sáng lên đây. Rồi, mình sẽ thực hiện bước thứ nhất là giữ Alt và kéo cái tấm ảnh này ra. Đó, ok. Đó, nó đã tạo ra một thao tác ha. Và mình giữ Alt, mình kéo cái tấm ảnh thứ hai ra. Ok, hai cái thao tác ha. Và mình gộp lớp hai cảnh này lại, Ctrl E. Đó, ba cái thao tác ha. Và mình giữ Alt, mình kéo hai cảnh này ra. Đó. Đây là bốn cái thao tác. Đó, mình sẽ gộp lớp hết tất cả lại. Ok. Đó. Sau khi thực hiện cái hành động Action xong, các bạn nhấn vào nút Stop để nó lưu lại ha. Đó. Rồi. Vậy là mình có một cái Action là ship 5 tấm. Mình sẽ demo cho bạn xem nó thực hiện nhanh như thế nào ha. Mình sẽ quay lại cái bước đầu tiên. Đó. Rồi sau đó mình vào Action ha. Mình chọn cái ship 5 tấm này và mình nhấn vào nút Play. Đó, nó chạy ra rất nhanh ha. Ok. Đó. Và để xuất những cái Action này ra thành một cái file, các bạn nhấp vào cái thư mục Action và mình vào mũi tên, các bạn chọn Save Action để mình lưu lại ha. Mình sẽ lưu lại thành một cái tập tin tên là action.atn. Đó. Để với cái file này các bạn có thể chia sẻ lên mạng xã hội ha. Ok. Đó. Và trường hợp các bạn cài lại Photoshop hoặc cái Action này của mình bị mất đi ha. Mình kéo nó vào thùng rác. Đó. Và để mở lại Action, các bạn vào mũi tên này và mình chọn Load Action. Mình sẽ load lại cái file mà mình mới vừa lưu ha. Load. Đó. Nó sẽ có cái Action mới. Ok. Rồi. Đây là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.